Tục lệ Việt Nam có cửu huyền thất tổ cho nên Tết hay đưa rước ông bà, vậy có thật không sư? Xin thưa là ở trong kinh Tạng thì không có nói đến vấn đề này, mà ở trong kinh bên ngoài bức tường á, là thân bằng quyến thuộc của chúng ta khi thấy chúng ta là luôn luôn đứng bên ngoài nhà cửa nhà của mình, bên ngoài bức tường á, để chờ mình làm phước và hồi hướng. Nếu các vị ấy đang trong cảnh khổ, tức là không phải chờ tới Tết thì mới về, mà người thân quyến thuộc của mình về mỗi ngày, lúc nào cũng ở bên ngoài á, chờ mình làm phước và cúng dường hồi hướng. Chứ còn mình cứ nghĩ là chờ tới Tết thì tội nghiệp cho ông bà mình lắm.